con đầu to khác với mọi người. Mẹ gặp về, con đầu to. Lần này bố giành được giải vàng thiết kế rồi. Mau nhìn này, bố đầu nhà giỏi quá. Cảm ơn đã khen, chẳng qua là cái ý tưởng sáng tạo mà thôi. Anh phải bày nó cho cẩn thận mới được. Mẹ đập về, vì sao tác phẩm của bố đồ nhỏ lại đoạt giải thế? Bởi vì thiết kế cầu của bố khác với mọi người. Mẹ đập về, khác với mọi người là sao? Chính là không giống với người khác. Như vậy đương nhiên sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Mình cũng muốn khác với mọi người. Ăn cơm thôi. Mùi thơm thật đấy. Vậy thì ăn nhiều một chút. Đúng rồi, con muốn khác với mọi người, cho nên phải làm cho khác đi. Con đồ to, vẫn nên dùng đũa mà gắp đi. Làm những nguyên thủy không dễ đâu. Con nóng quá. Anh đồ to, chúng ta cùng chơi đi. Được thôi. Bỗng gạo, nào. Cứ chơi thế này thật là chán. Anh phải chơi khác với mọi người. Để anh nghĩ xem. Để anh nghĩ xem nào. Lần này đến lượt em ném. Anh cũng muốn bắt đĩa bay. Đưa cho mình, mình tìm thấy trước. Con đồ to, con và chó thân thiết quá nhỉ. Mình nhất định phải làm được việc khác với mọi người để mọi người khen mình. Lần này đảm bảo sẽ khác với mọi người. Mọi người nhất định sẽ thấy mình thật là giỏi. Còn giỏi hơn cả bố đồ nhỏ. Con đồ to, có phải cháu bị cảm không? Thế lạnh à? Bị cảm thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng chạy lung tung nữa. Cháu. Ê da, con đồ to, cháu chuẩn bị đi biểu diễn kịch người tuyết à? Giữa mùa hè mà mặc quần áo dày như vậy. Không phải, cháu đúng là hết lòng với vợ diễn. Không phải, cháu. Giữa mùa hè mà lại mặc áo bông, rốt cuộc cậu định làm gì thế? Anh đồ to đang học bỗng gạo ư? Bỗng gạo mùa hè mà cả người đầy lông cũng nóng lắm. Con đồ to, con mặc nhiều như vậy để làm gì? Con... Bố đồ nhỏ, con muốn khác với mọi người. Khác với mọi người? Đúng thế, mẹ tập về nói. Bố đồ nhỏ chính vì khác với mọi người nên mới đoạt giải. Nhưng con lần nào muốn làm việc khác với mọi người đều bị chê cười, rốt cuộc là vì sao? Thì ra là như vậy. Con đồ to, bố nói cho con biết, khác với mọi người là một sự sáng tạo, là khiến người khác sau khi nhìn sẽ cảm thấy thoải mái, là sự sáng tạo mới mẻ, chứ không phải cố tình làm những việc trái với bình thường hoặc những việc vô cùng kỳ quái. Con biết chưa? Đó không phải là khác với mọi người. Thì ra khác với mọi người thật sự là như vậy. Vậy con biết phải làm gì rồi. Bố đồ nhỏ, đây có tính là khác với mọi người không? Có tính. Ồ, hàng đầu cây sáng tạo quá. Là tác phẩm của con đồ to ư? Vâng, là cháu cắt đĩa đấy. Giỏi quá, không hổ là con trai của kỹ sư. Cảm ơn chú Mao. Wow, hàng rào cây đẹp quá. Anh đồ ta đúng là nhà nghệ thuật sân vườn. Không phải đâu, chỉ là sáng tạo một chút mà thôi. Giờ thì con đã khác với mọi người rồi. Đúng thế.
con gái đều rất tốt. Quả táo là của mình. Anh đồ to, anh cũng muốn ăn táo à? Nhưng chỉ còn một quả cuối cùng thôi. Chuyện này... Đồ to, quả táo này đưa cho kẹo bông đi. Bạn ấy là con gái mà. Cảm ơn anh đồ to. Chuyện này... Trời nóng quá đi mất. Con gái mặc váy thì mát lắm. Anh đồ to, chúng ta thi chạy đi. Xem ai chạy đến cái cây kia trước. Được thôi, anh sẽ không thua em đâu. Chuẩn bị, chạy. Kẹo bông còn đau không? Để thầy xoa cho em nhé, được không? Không, không đau nữa. Cảm ơn thầy. Con gái sao có thể chịu nổi cú ngã như vậy chứ? Đi nào, để thầy bế em vào phòng học. Đồ to, đi nào. Vì sao kẹo bông có thể như vậy? Còn mình thì không được. Chỉ vì em ấy là con gái sao? Vậy thì mình cũng muốn làm con gái. Được, mặc cái này đi. Đúng rồi, còn cái này nữa. Còn cái này nữa. Con đồ to, bố về rồi đây. Cháu là ai thế? Bố đồ nhỏ, bố không nhận ra con à? Con là con đồ to của bố đây. Không không, bắt đầu từ bây giờ bố phải gọi con là con gái đồ to. Con đồ to, đừng nghịch nữa. Rửa mặt đi. Con trai mà làm như vậy thì không hay đâu. Không, con chính là muốn làm con gái. Như vậy ai cũng sẽ phải nhường con. Bố đồ nhỏ, con đi đây. Tạm biệt. Làm thế nào mới khiến con trai mình trở lại như cũ đây? Phải nghĩ cách mới được. Kẹo bông. Anh đồ to, sao anh lại biến thành bộ dạng này? Anh quyết định làm con gái rồi. Sau này chúng ta chính là chị em tốt. Thì ra là hai cô bé bị lạc đường. Nhìn có vẻ rất đáng yêu. Bắt đứa nào trước đây? Ta bắt. Không được bắt tôi. Xem ra ngươi cũng không giỏi lắm nhỉ. Gấu chó chưa ra ai, ngươi lại tưởng ta là mèo con chắc. Anh đồ to, cứu em với. Không ổn. Anh đồ to, kẹo bông, mau chạy đi. Không đâu, em phải giúp anh đồ to cùng đánh bại con gấu. Đừng đánh nữa. Bố chỉ là muốn tiến hành khổ nhục kế. Con bảo vệ được kẹo bông, chứng tỏ con là một cậu bé rất dũng cảm. Bố tự hào về con. Kẹo bông, cháu cũng rất dũng cảm. Không có gì, con là con trai mà. Đây là chuyện con nên làm. Con đồ to yêu quý của bố cuối cùng đã hiểu rồi. Anh đồ to, cảm ơn anh đã cứu em. Con trai có lúc cũng yếu mềm, con gái có lúc cũng rất dũng cảm, đều cần được quan tâm. Anh đồ to, quả táo này em vẫn giữ lại cho anh đấy. Cảm ơn em, nhưng mà chỉ có một quả táo. Có cách rồi. Này, xay táo thành nước ép thì không sợ không đủ để chia nữa. Anh đồ to thật thông minh. Nghe nói con trai nhỏ của bố mẹ hôm nay có biểu hiện rất dũng cảm. Việc này phải cảm ơn bố đồ nhỏ. Đây là việc mà bố nên làm, không có gì đâu.
đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.